Đội Dung xin chào khán giả Người TV. Bắt đầu phần tin hôm nay là tin liên quan đến Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam được báo Tuổi Trẻ trong nước trích lời trong một phiên họp thừa nhận các đại biểu Quốc hội đương chức hiện nay chỉ là những con chim đưa thư. Ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, theo quy định hiện hành, các đại biểu Quốc hội chỉ tiếp dân rồi chuyển thắc mắc của dân đến cơ quan thẩm quyền để giải quyết thì chẳng khác nào chim đưa thư. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Sinh Hùng đòi phải sửa luật hoạt động giám sát để tăng vai trò quyết định của Quốc hội trong bộ máy tam quyền phân lập. Và với biện pháp này, may ra các ông bà đại biểu Quốc hội sẽ không còn là những chim đưa thư đơn thuần. Tuy nhiên, dư luận cho rằng chỉ khi nào Quốc hội Việt Nam có thẩm quyền cách chức Thủ tướng Chính phủ thì mới bớt được tính chất bù nhìn của những con chim đưa thư. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chục năm qua, cơ quan này chỉ được coi là bù nhìn vì tất cả các hoạt động hay chính sách của nó đều nằm dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một thanh niên vì không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát cơ động Hà Nội đánh vỡ mặt đến ngất xỉu xuống đường vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, một tướng công an Hà Nội nói rằng thanh niên này đã tự ngã chứ không bị đánh. Nhiều báo Việt Nam hôm 20 tháng 3 loan tin ông Trần Thùy, thiếu tướng, phó giám đốc công an Hà Nội nói rằng anh Nghiêm Duy Hoàng chạy với tốc độ cao phải chuyển hướng gấp nên đã lao vào giải phân cách, bị ngã và thương tích. Những gì ông tướng này nói trong cuộc họp báo về kết quả ban đầu của cuộc điều tra có hay không có đánh nhân vỡ mặt hoàn toàn ngược lại với lời khai của nạn nhân và một số người dân chứng kiến vụ việc vào chiều ngày 14 tháng 3 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các nhân chứng khai rằng họ đã nhìn thấy cảnh sát dùng gậy đánh vào mặt anh Hoàng, làm anh ngã vào giải phân cách. Tuy bị đánh gãy xương gò má, anh Nghiêm Duy Hoàng vẫn còn là người may mắn vì còn sống. Đã có ít nhất 13 người dân tại Việt Nam bị công an hành hung đến chết trong năm 2012, mà phần lớn đều đổ cho nạn nhân tự tử để công an thoát tội giết người. Bất chấp tình trạng cướp giật xảy ra thường xuyên, số lượng du khách Nga đến nghỉ hè thành phố Nha Trang để tránh rét mùa đông tăng mạnh. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Minh Mẫn, giám đốc tiếp thị của công ty du lịch Việt Travel cho hay, du khách Nga đến Nha Trang những ngày qua đông nghẹt và rằng du khách Nga chỉ thích tắm biển phơi nắng. Còn theo ông Lâm Duy Anh Cường, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, số du khách Nga đến tỉnh này riêng trong tháng Giêng năm 2013 lên đến 12.000 người, đông nhất so với các đoàn khách ngoại quốc đến Nha Trang từ châu Âu. Không chỉ có Nha Trang, vùng biển Phan Thiết hiện nay cũng đầy du khách Nga. Theo chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, tỉnh này đón khoảng 250.000 khách ngoại quốc, trong đó khách Nga chiếm 40%. Theo phúc trình của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong tháng 3 năm 2013, có trên 28.000 du khách Nga đến Việt Nam, tăng gấp đôi so với tháng Giêng năm 2013 và tăng 138% so với cùng giai đoạn này của năm 2012. Một nhà cựu ngoại giao cao cấp Mỹ ở Đài Loan vừa lên tiếng cảnh cáo rằng mối quan hệ an ninh giữa đảo quốc này với Mỹ hiện đang bị đe dọa vì tình trạng bị gián điệp Trung Quốc xâm nhập ngày càng cao. Ông William Stanton, người từng giữ chức giám đốc cơ quan American Institute in Taiwan, nói rằng sự thành công và mức độ xảy ra các vụ gián điệp đang làm Mỹ mất tin tưởng trong việc hợp tác an ninh với Đài Loan. Trong vài năm trở lại đây, có ít nhất 9 người Đài Loan bị bắt vì làm gián điệp cho chính quyền lục địa Trung Quốc. Trong số những người này có một tướng bộ binh và một đại úy không quân, bị cáo buộc là chuyển giao tài liệu về hệ thống phòng thủ của Đài Loan cho Trung Quốc. Ông Stanton nói rằng ông chỉ phát biểu với tư cách cá nhân, nhưng các bài bình luận ông đưa ra hôm thứ Sáu đánh dấu lần đầu tiên có sự thay đổi trong việc Mỹ ủng hộ Đài Loan gia tăng hợp tác kinh tế với Trung Quốc để giảm bớt nguy cơ chiến tranh. Chính phủ Đài Loan bác bỏ lập luận của ông Stanton và nói rằng hệ thống phản gián của họ hoạt động rất hữu hiệu. Sau thời kỳ có phong trào chuẩn bị để có thể về hưu sớm, vui thú điền viên, nay nhiều người Mỹ lại phải lo làm việc lâu hơn nữa vì không để dành được đủ tiền cho việc nghỉ hưu. Có đến gần 50% dân chúng Mỹ hiện không tin tưởng hoặc ít tin tưởng rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tài chính để có thể nghỉ hưu. Một vấn đề mà họ tính cách giải quyết là tiếp tục đi làm lâu hơn nữa. Một cuộc thăm dò này cho thấy có khoảng 10% số người muốn về hưu trong hạn tuổi từ 66 đến 69 và khoảng 26% khác lại muốn tiếp tục đi làm cho đến khi ít nhất là 70 tuổi. Tuy nhiên, dù nhiều người Mỹ nay sống lâu hơn và ít người phải làm những công việc nặng nhọc, các dự tính đó cũng có thể không thực tế. Một cuộc thăm dò cho thấy có 47% trong số người làm việc phải bất ngờ nghỉ ngang, phần lớn lâm vào hoàn cảnh mất năng lực vì bệnh tật hay vì những vấn đề khác nơi sở làm. Hiện nay, nhóm người rời khỏi lực lượng lao động đông nhất là thành phần khoảng 62 tuổi. Đây là những người vừa đến hạn tuổi tối thiểu để được lãnh tiền an sinh xã hội mà vẫn thường được gọi nôm na là tiền già. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin TV Người Việt hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.
Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.